Hoan hỉ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, đi chùa là một nét đẹp văn hóa tâm linh được người Việt từ bao đời nay chú trọng và thực hiện. Đi chùa không chỉ đơn giản để ước nguyện mà còn là khoảnh khắc con người hòa mình vào chốn tâm linh. Đi chùa không phân biệt nam nữ, nhưng thông thường chị em là những người thường xuyên đến chùa hơn. Đặc biệt, việc chọn ngày đi chùa cũng là việc làm cần được coi trọng. Chọn đúng ngày tốt, giờ tốt thì mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Quý vị đã biết nên đi chùa vào ngày nào là tốt nhất hay chưa? Chúng tôi sẽ giúp quý vị giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nên đi chùa vào mùng mấy Tết để giàu sang bủa vây cả năm, tiền vàng ùn ùn kéo về? Mùng 1 Tết, theo phong tục xưa của người Việt, việc lên chùa vào mùng 1 Tết đã trở thành tục lệ quen thuộc, thậm chí họ sẽ lên chùa ngay đêm giao thừa. Họ cầu cho bản thân, gia đình mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hòa thuận, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Nên đi chùa vào mùng 1 cũng đồng nghĩa cả năm, bạn sẽ có được sự an lạc cả năm, may mắn, hứa hẹn một năm mới tràn ngập tin vui. Mùng 2, mùng 3 Tết. Nếu bạn không thể đi vào ngày mùng 1 thì mùng 2 cũng là lựa chọn đáng thích hợp dành cho bạn. Đây là ngày đón lễ hỷ thần, do vậy nó mang nhiều may mắn, hạnh phúc. Đặc biệt nếu bạn muốn cầu tài lộc thì chớ bỏ qua ngày này. Ngày mùng 2, mùng 3 là lễ đón hỷ thần, may mắn hạnh phúc đón tài thần. Vậy nên đi chùa vào hai ngày này sẽ được cầu nhiều tài lộc, tiền bạc dư giả nguyên năm. Mùng 4 Tết. Thông thường, ngày mùng 4 Tết là ngày các gia đình đón các vị thần từ thiên đình về hạ giới cai quản một năm. Nếu đi chùa vào ngày này và thành tâm thì điều bạn mong muốn sẽ được linh ứng và dễ thành hiện thực. Ngày này cầu gì sẽ được nấy nên ai cũng mong muốn cầu tình duyên có thể chọn ngày này. Mùng 6 Tết. Theo quan niệm của ông bà ta thì mùng 6 là ngày bình an và mùng 6 năm nay cũng là ngày rất tốt để xuất hành cho các chuyến đi. Vậy nên đi chùa vào ngày này cầu mong bình an, sức khỏe, gia đạo sẽ rất tốt. Các ngày còn lại trong tháng hầu như đều là những ngày bình thường và có thể đi chùa được. Tuy nhiên cũng không được tốt bằng những ngày bên trên nhưng vẫn có thể đi chùa bình thường. Do vậy nếu bạn không thể đi chùa được những ngày mà mình vừa nêu ra thì có thể đi các ngày khác trong tháng đều được. Nếu bạn đi chùa thì cần tránh những ngày sau để tránh gặp xui xẻo hay những điều không may. Ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 23, 27, đây là những ngày được coi là xuất phát không tốt, do vậy bạn không nên đi chùa vào những ngày này để không mắc phải những phiền toái. Ngày mùng 5, 14, tổng các số cộng lại đều bằng 5 và người ta coi các ngày này là ngày nguyệt kỵ. Dân gian truyền nhau rằng ngày nửa đời, nửa đoạn, làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu, do vậy không nên đi chùa vào ngày này. Phần lớn người Việt Nam đi lễ chùa theo truyền thống gia đình từ đời này qua đời khác. Những nhà theo đạo Phật từ lâu thì việc đi lễ chùa đã trở thành một hoạt động thường ngày. Họ đi đến chùa để cầu xin từ chuyện cầu bình an, sức khỏe đến việc mong trời Phật phù hộ cho kết quả học tập của con cái hay chuyện làm ăn, buôn bán sẽ thuận lợi và ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên cần chú ý đi chùa vào những ngày lành, tránh những ngày được cho là xui xẻo, ảnh hưởng đến phúc báo của bạn. Từ xưa đến nay, đi lễ chùa, một hoạt động gắn liền với đạo Phật đã trở thành một tập tục đẹp, luôn được duy trì trong mỗi con người, mỗi gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai đi đến chùa cũng có những mục đích giống nhau và không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc đi chùa và thậm chí còn phạm phải những điều sai lầm. Vậy khi đi chùa cần chú ý những điều gì? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Một, đầu tiên, chú ý đến trang phục khi đi lễ chùa. Khi đi lễ chùa, bạn nên chọn trang phục nhã nhặn, sạch sẽ, kín đáo, lịch sự, không mặc váy ngắn, quần cộc, áo xuyên thấu, khêu gợi. Bởi theo ngôn ngữ của Phật giáo, ăn mặc gợi cảm quá mức, vừa phạm giới uế, tạp Phật đường, vừa phạm giới bất kính. Dù người đó có mất công thờ cúng cũng không có ích gì. Ngoài ra bạn cũng nên mặc trang phục gọn gàng, tiện lợi, tránh rườm rà, gây vướng víu. Đối với Phật tử thì việc phải mặc áo lễ khi đến điện thờ Phật trong chùa. Ngoài ra, nhiều đền chùa còn có quy định phải tháo bỏ giày dép trước khi đi sắp lễ. Bạn sẽ hãy chọn những đôi giày đơn giản, dễ tháo, dễ đi. Thứ hai là đồ lễ đi chùa. Khi đến dân hương ở các chùa nên sắm các lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, oản, xôi, chè. Không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay tịnh.
Việc sắm sửa lễ mặn như cỗ, tam sinh, trâu, dê, lợn, thịt, gà, giò, chả chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu và chỉ dâng đặt tại ban thờ hay điện thờ mà thôi. Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có sửa lễ này thì đặt ở bàn thờ thần linh Thánh Mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào trong hòm công đức. Tuyệt đối là không nên đi giải tiền trên tất cả bàn thờ đặt vào tay tượng. Hoa tươi lễ Phật là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu, không dùng các loại hoa tạp, hoa dại. 3. Thứ ba là nguyên tắc ra vào chùa. Khi bước vào nhà chính của ngôi chùa, bạn không được đi vào từ cửa giữa. Khi đi qua cổng tam quan, vào chùa nên đi vào cửa giả quan bên phải và đi ra bằng cửa không quan bên trái, cửa trung quan chính giữa, chỉ dành cho thiên tử, bậc cao tăng, bậc khoa bảng đi vào chùa và đi ra cũng theo cửa này. Ngoài ra bạn cũng không được dẫm lên bầu cửa nhà chùa. 4. Là thứ tư, xưng hô trong chùa. Với nhà sư thì xưng là A Di Đà Phật, bạch thầy và xưng mình là con. Xưng hô như vậy tức là nhìn thấy tăng mà tưởng nhớ thầy Thích Ca Mâu Ni. Mình xưng hô như vậy là danh xưng hô với Đức Thích Ca. Nếu là nhà sư đó là thầy hướng dẫn mình tu tập thì xưng hô là thầy thì ngoài ý nghĩa trên còn mang ý nghĩa thầy dạy học đạo. Khi thư gửi với nhà sư thì đều phải chắp tay hình búp sen. Một số lưu ý khác: không chạy qua chạy lại nói chuyện bình phẩm hoặc ngồi nằm trong Phật đường, không tùy tiện hắt hơi, sổ mũ, khạc nhổ quanh khu vực Phật điện Tam Bảo, không được tùy ý làm ồn hoặc nói những lời bất kính đối với Phật Thánh, cũng không được có thái độ thiếu cung kính như tùy tiện dùng tay chỉ trỏ vào tượng Phật. Vào Phật đường Tam Bảo không nên đi giày dép, nhai trầu, hút thuốc. Tam Bảo là nơi tôn nghiêm có giới hương, định hương, chân hương, đòi hỏi phải trì giới để đi dưỡng thanh tịnh, tuyệt đối không gây ồn ào và hỗn tạp. Không nên mang theo mũ, áo, khăn, túi xách, gậy gộc, bao tay vào Tam Bảo bái Phật. Lỡ đặt những đồ đạc như vậy lên trên bàn, trên chiếu hoặc trong góc Tam Bảo để bái Phật thì mọi công quả tu dưỡng bấy lâu đều tiêu tán. Đi lễ chùa tốt nhất là không mang theo những đồ tùy thân khi vào Tam Bảo. Trước tượng Phật nên cung kính nghiêm trang, không nhìn ngang ngó dọc khệnh khạng trước Tam Bảo. Nếu muốn chiêm ngưỡng tượng Phật nên đứng từ ngoài để quan sát, không nên chụp ảnh, quay phim tùy tiện trong chùa. Tuyệt đối không được tự ý lấy sử dụng hoặc là mang bất kỳ đồ đặc gì của nhà chùa về làm của riêng và cũng không nên mang vác đồ ở đình, chùa về đặt lên ban thờ nhà mình. Đồ đã cúng rồi không thể cúng lại. Hơn nữa, nhiều đồ có chứa trường khí âm, ảnh hưởng xấu đến ban thờ. Đi chùa vào những ngày này, phúc báo đầy nhà, tiền bạc rủng rỉnh quanh năm. Thứ nhất là mùng 1 âm lịch, thứ hai mùng 2 và mùng 3 âm lịch, thứ ba là ngày mùng 4 âm lịch và cuối cùng là ngày mùng 6 âm lịch. Xin chúc các bạn có một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc. Phong thủy Gia Cát, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.